Trời ơi là trời, cái đường gì mà chạy kiểu này không biết tiền lời đủ thì gửi xe không nữa. Ui, thằng gì? Ui. Cho lên mau rồi chị ơi. Xe cái gì? Điện thoại con này coi làm ăn sao rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Mua bán cái gì mà điện thoại không được là sao ta? Thiệt tình. Chết rồi ông ơi. Cái gì, ai chết? Thằng Ba Lít. Hèn kêu tôi điện hoài không được, mà sao nó chết? Ai chết? Bà mới nói Ba Lít chết. Ba Lít chết hồi nào? Ủa gì ai chết? Đâu có ai chết. Ủa gì chứ chuyện gì? Bà bình tĩnh mà nói lên tôi nghe coi. Thằng Ba Lít nó đi cân tôm. Cái mối mà ông chỉ đó, ừ. Nhớ không? Nó đi cân tôm về. Nó chở tôm đi kiểu gì không biết. Mà tao nói đường trơn trọt sao, tao nói hết xuống cống rồi. Trời đất ơi. Ừ, xe rồi tôm rồi đâu xuống cống hết luôn. Đó rồi mọi người bây giờ đang xúm vô vớt cái xe nó lên. Rồi nó có sao không? Ai biết nó có sao không? Mất hết tôm rồi. Trời ơi, cũng như không. Thì tôi nghe người ta nói vậy thì tôi về tôi nói ông nghe. Thằng này dẫn rồi, cái đường vô nó khó khăn mà không nghe, thiệt tình. Sao mà nó xui dữ vậy chứ?